Về thành phố Hồ Chí Minh thì khi mà trước khi về thì mục tiêu cậu cũng đã có nói cái mục tiêu của đội thì làm sao để có top đầu của V-League và làm sao để cố gắng được một chức vô địch là tốt nhất, thì Phượng cũng cố gắng cái mục tiêu đó, và Phượng thì làm sao để cố gắng hỗ trợ làm sao cho đồng đội, cho đội được tốt nhất có thể. Thì bảo phong độ của Phượng bữa giờ bảo tốt thì Phượng nghĩ nó chưa hẳn là tốt, bởi vì theo Phượng cảm nhận thì những trận vừa rồi thì chỉ là những thao bóng, chẳng hạn như là ghi bàn thôi, nhưng mà nhìn chung cả một trận đấu thì lối đá, cái cách đá nó chỉ cải thiện được một xíu thôi chứ không thể là hoàn hảo được, nên là Phượng phải làm sao để cố gắng làm sao để vừa ghi bàn nhưng mà vừa có thể hỗ trợ tốt hơn, chẳng hạn hoặc là di chuyển nhiều hơn và chuyển bóng chính xác hơn. Thì theo Phượng nghĩ thì làm sao mình giữ được phong độ tốt nhất và dài nhất, bởi vì cầu thủ thì nó chỉ có một khoảng ngắn thôi, nhưng mà để làm sao để giữ được cái phong độ đó đi càng dài nhất thì càng tốt, và mục tiêu là làm sao đá được đến 40 tuổi.